Del Coronado là một khách sạn nằm bên bãi biển xanh, tươi đẹp tại khu vực San Diego của nước Mỹ. Tại địa điểm này, người ta lưu truyền câu chuyện kinh dị về người phụ nữ không bao giờ chạy cao. Cô gái đã đến và ở lại Del Coronado mãi mãi dù thời gian đã trôi qua hơn 100 năm. Người là xinh đẹp kết morgan gần bóng ma chú ẩn trong khách sạn Del Coronado. Del Coronado là một khách sạn nằm bên bãi biển xanh, tươi đẹp tại khu vực San Diego, nước Mỹ. Tại địa điểm này người ta lưu truyền câu chuyện kinh dị về người phụ nữ không bao giờ ché trao. Cô gái đã đến và ở lại Del Coronado mãi mãi dù thời gian đã trôi qua hơn 100 năm. Vị khách đó có tên Kate Morgan, giai nhân xinh đẹp và chuyện đời bi thương. Kate Morgan sinh năm 1864 tại Iowa, một năm sau mẹ cô qua đời nên Kate được gửi đến sống với ông ngoại. Thỏa thơ ấu kết thiếu thốn tình thương của cha mẹ khi mẹ qua đời còn cha tái hôn và có gia đình riêng. Vì vậy gương mặt cô luôn thoáng chút u buồn, khi lớn lên kết trở thành một cô gái có vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1885, kết kết hôn với Thomas Edwin Morgan và hạ sinh một bé trai không lâu sau. Tuy nhiên dường như số phận nghiệt ngã cứ mãi ám ảnh, không buông tha cho kết khi đứa con trai mới sinh đã qua đời sau hai ngày tuổi. Kể từ đó cuộc hôn nhân của cô chìm trong đau khổ, tuyệt vọng và chỉ kéo dài được 5 năm thì chia tay, mỗi người một ngả. Năm 1890, người đời bàn tán rằng Kết đã bỏ trốn cùng với nhân tình Albert Allen, con riêng của mẹ kế Thomas. Mối quan hệ cũng không kéo dài được bao lâu, có rất ít ghi chép về cuộc sống của Kết trong giai đoạn này, chỉ biết rằng nỗi buồn luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đó. Tháng 11 năm 1892, Kết đến khách sạn Del Coronado và thuê phòng tại đây với cái tên giả Lottie A. Bernard người đàn bà đẹp có tâm sự với nhân viên khách sạn rằng cô bị ung thư và đang chờ người thân là bác sĩ đến để giúp cô vượt qua nỗi đau bệnh tật. Thế nhưng sau vài ngày chờ đợi, không có ai đến đeo Coronado tìm gặp hay hỏi han tin tức về kết, cũng không có bức thư nào gửi đến cho cô. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 1892, mọi người phát hiện ra kết đã chết, xác của cô nằm trên cầu thang bên ngoài khách sạn, nơi dẫn đến bãi biển mênh mông xanh thẳm. Cô ra đi bởi vết thương do súng bắn vào đầu, khẩu súng vẫn ở đó bên cạnh thi thể đã lạnh giá. Cái chết bí ẩn và bóng ma ám ảnh khách sạn Del Coronado. Có rất nhiều ẩn khúc xung quanh cái chết của Kate Morgan mà đến tận bây giờ giới điều tra vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nhiều giả thuyết và lời đồn đại đã được đưa ra về việc kết đột ngột ra đi tại Del Coronado. Khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, họ không phát hiện được điều gì khả nghi và cũng không nắm rõ thông tin cá nhân của kết. Họ chỉ biết rằng nhân viên khách sạn gọi kết là người lạ xinh đẹp vì vậy, thông tin về cái chết của cô đã được đăng lên báo. Sau đó, cảnh sát thu thập được tin tức về cô và biết được Kết và chồng sống không hòa hợp với nhau trong quá khứ. Cô đã bỏ đi với nhân tình, vì vậy, có phòng đoán rằng cô đến đây thuê phòng thực chất là đợi người tình đến đón nhưng anh ta đã không xuất hiện. Bên cạnh đó, Ellen May, một vị luật sư có tham gia điều tra về cái chết của Kết đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đó là viên đạn trong đầu Kết không nằm trong khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường điều này nghĩa là kết không phải tử tự, tự và hung thủ đã tạo hiện trường giả để che giấu tội ác tuy nhiên vụ án đã kết thúc và cảnh sát cũng không tiến hành điều tra xác minh lại dù vẫn còn nhiều điểm hoài nghi sau cái chết của kết morgan del coronado bỗng nổi lên là một địa điểm ma ám thu hút những khách du lịch thích cảm giác mạnh đến trải nghiệm mọi người đồn đại và kể lại rằng khi đến thuê phòng tại đây họ đã trông thấy bóng ma của kết morgan lang thang quẩn quanh trong hành lang khách sạn Thỉnh thoảng những tiếng động lạ như cửa phòng đóng rồi lại mở cứ vang vọng trong đêm tối. Nhiều khách còn phàn nàn rằng không hiểu lý do vì sao các thiết bị điện trong phòng cứ đột nhiên tắt rồi lại mở mà họ không hề động tay vào. Đặc biệt tại cửa hàng lưu niệm, các gói quà cứ tự động rơi khỏi kệ khiến ai nhìn thấy cũng dùng mình sợ hãi. Các hiện tượng ma quái cứ thế diễn ra thu hút nhiều khách du lịch đến tìm hiểu, thậm chí là Liều lĩnh săn lùng bóng ma kết Morgan khi ở trong chính căn phòng mà cô đã từng thuê vào năm 1892 theo San Diego Travel, căn phòng đó ở tầng 3, phòng 502. Sau này do khách sạn đã thay đổi, sửa chữa lại nên nhiều người tin là hiện nay phòng mà người lạ xinh đẹp từng ở là phòng 302 hoặc 305. Câu chuyện về kết Morgan chưa bao giờ được xác thực, chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh 28 tháng 11 năm 1892 đó, ngày mà cô đã ra đi. Bí ẩn về kết vẫn không có lời giải và thiên hạ cho rằng đó là lý do linh hồn cô không thể siêu thoát vẫn lưu lại dương gian để tìm kiếm sự thật. Một bí ẩn chưa bao giờ có lời giải và chưa từng được xác thực. Nghe giống như một chiêu trò thu hút rất nhiều người tò mò đến thăm khách sạn này đúng không quý vị? Vì vậy là thật hay chiêu trò của cả cáo? Có lẽ chỉ khi chúng ta tìm được câu trả lời về âm giới, chúng ta mới thực sự biết rõ.